Ôi. Roi đỏ An Phước mà ông không làm bonsai à? Roi đỏ An Phước ông không làm bonsai à? Không làm được á? Ôi rồi thế thì. Thế mà người ta bảo là ở Hưng Yên chúng mày cái cột điện mà bẻ được chúng mày cũng bẻ. Cột mẹ à, roi không bẻ được mà đòi làm cột điện cũng bẻ bonsai thì. Ở quy mô như thế này thì. Ơ quả kia à? Mấy quả 4 5 quả thế này, riêng chỉ có mỗi thế này. Ồ, thế thì các cây kia nó cũng sắp có rồi. Đây, cây này khả năng ra sớm, ra muộn. Thế thì ông đi làm suốt ngày ở đây mà ông không để ý cho cháu. Hả? Ăn được chưa? Ăn làm sao chua nó nét, chanh ăn. Ồ, thế bảo me ngọt. Me ngọt nó phải chín, nó cũng giai đoạn chín. Thử, thử vặn một quả xem có chua thật không nào. Vặn quả đằng này này. Bonsai, cũng bonsai nhưng mà. Cũng kiểu cây công trình lắm nha. Ông mà gọi thế này là bonsai đấy à? Ở quê cháu không gọi thế này bonsai đâu. Đây, mẹ đây. Mẹ ngọt, tổ sư các ông ở trên nông nghiệp. Nói là trong trái nó là chưa ngọt, bây giờ vẫn chua. Ừ. Bây giờ vẫn chua. À. Đến tháng 10 mới bạt cơ mà. Bây giờ nó bảo vẫn chua. Chắc là gọi điện cho đứa Văn Giống à? Không, Văn Giống nó bảo từ ngày xưa nó đã bảo tôi rồi. À ơi. Nó bảo bây giờ mẹ xanh. Ngọt đéo gì chua thế này. Nó bảo xanh thì ngọt là ấy khoảng đến tháng 10 mới bạt được thì lúc nó chín nó mới chuyển. Đấy. Nhưng mà phân biệt me chua chua với me ngọt là phải phân biệt cả lá được chứ. Ừ, lá nó khác. Lá khác à? Ừ, lá chua khác. Ờ, chua như gì ấy. Nhưng mà ông ơi, cái dòng này là ở quê, ở đây gọi là bonsai à? Chưa, cây này chưa đã bắt đầu, quả này. Uống sơ qua gọi cây tán ô, cây hơn. Ôi giời, thế ông lựa nọ cái đứa nào không? Nó quay cây bonsai đẹp lắm không ạ? Cây bonsai nó vặn. Ở trên chậu nó đẹp lắm. Thôi mày còn bảo tao, ông không phải vặn, cứ để ô cho nó tán. Ôi, không vặn được thì cháu thấy nó cứ lửa va lửa vòi thế này, cháu mới bảo ông để thẳng tưng lên. Chồng mẹ cái công trình cho đỡ, ấy. Thế mà thằng nào dám bốc phét. Suốt ngày cứ bảo là Hưng Yên chúng mày, kể cả cột điện chúng mày cũng bẻ bonsai. Đây, như mẹ có bẻ được thành công đâu. Chắc là do ông mải xem live stream quá. Chứ không chịu làm chứ. Cũng có tuổi rồi, tay nó yếu rồi. Ôi giời mẹ. Trêu ông thế mà ông chả giận cháu gì nhỉ. Thế là tu cũng sắp đắc đạo rồi đấy. Hoa nhiều nhỉ. Hoa nhiều. Ôi giời ơi, thế này nói chung là rồi rồi cũng lại có quả thôi. Ôi thế mà hôm chắc là hôm qua mới phát hiện ra có quả. Mà phát là chắc là mấy hôm nay. Mấy hôm nay là rồi là không ngủ được cho mà xem. 5 hôm có quả, thấy chiêm cây có quả. Tưởng là mẹ được. Nó bảo mới thì không bao giờ đã ngọt. Hay là chắc mà đặt tí mua là nó là ghép rồi đúng không? Ừ, mắt ghép. Mắt ghép mà tại sao nó lại lớn tướng mà như thế này mà nó lại không ấy nhỉ? Nó không có quả nhỉ? Anh em bọn ghép ăn. Trong quá trình nó phải có thâm niên của nó, nhưng mà thường. Không, bọn ghép bình thường 1 năm là nó có quả. Làm thế nào mà chung là 50 triệu như cái thật ở trên chậu ấy. Tổ sư đặt đi bán. Còn được mấy cây này. Nói chung là vú sữa. Cây này nếu mà uống được mà nó không chết thì cái. Vú sữa là ông cũng là người đi đầu á. Đi đầu nhưng mà sao nó chết cả tập sáng muốn. Chả hiểu làm sao. Bây giờ chúng nó rộ lên là từ trước dịch là anh em chúng nó là rộ lên là vú sữa mấy cả trứng gà đấy. Từ từ kinh tế nó hồi phục kiểu gì chả bán được. Hoa hồng này. Cũng là ngày xưa mà cũng có tiếng trong giới hoa hồng đây, cháu phải nặn nội gì đấy, khoái sâu lên đây ra. Mà cuối cùng bỏ nghề thế này. Cây này không ấy, có một cây to, có bán cho cây to mà. Ủa, ăn sung cứ khen sung, sung nếp nhưng mà. Ăn cũng nghẹn hết cả cổ thế này, chết thật. Cháu tưởng là cái me ngọt nó thế nào, chứ chua nó lét như me chua ấy nhỉ. Me chua thì nó mới. Ừ, hoa này. Hoa này. Nhưng không đậu được quả à? Chưa đậu quả. Cái ý là cây hoa nó đậu đấy là hoa từ tháng 3 đấy. Hay là nó giống cái cây nhưng mà cây vú sữa hoàng kim năm nay cũng bói được 2-3 quả rồi. Không, nhưng mà cái vú sữa của cháu này cái vú sữa vàng cơ. Cũng ngọc bút đây. Ngọc bút dễ uống nhỉ, ông uống được cả vừng trăng cô đơn cơ mà. Ừ, vừng trăng cô đơn cơ nhà cực kỳ. Ơ cái thủy đâu rồi? Ngồi nó là người bán hàng chính ấy, cháu toàn nói phét mấy cả nói sự thật thế này thì bán làm sao được hàng. Ông còn sáng tạo ra cả Hoàng Anh Mộc cũng uống bonsai các kiểu đây à? Uống hết. Ôi vừa đi vừa kéo quần. Chết thật.
Ở quê tôi gọi cái đây là cây bonsai không à? Đây, chết thật. Trông cả điện miền, ôi nó toát rồi. Toát cái điện rồi đấy. Mẹ nó ngồi nó cứ lướt nước à? Này. Nước mà nước người ta ăn quả ổi nó nước. Cả cái đéo gì đây? Cá bơ. Nhiều quả không? Bơ như này là cũng uốn được ra nhỉ? Nhưng mà uốn theo kiểu lòng vòng thì cũng không tác dụng lắm nhỉ? Ngon à? Mẹ mày như cứ như kiểu là lại đứa lưỡi nhỉ? Đứa lưỡi. Như kiểu đứa lưỡi nhỉ? Ngon. Chua như gì ngon. Đéo ra gì không ạ? Cả Tường Vi bắt đầu ông ấy làm rồi đây. Hay là xin ít sen để à, ấy ít sen để về nhà chồng ở cái bầu bữa ấy nhỉ? Cả Tường Vi ông ấy bắt đầu vào nghề rồi này. Chậm một phát này. Đây cũng trồng lê ghi mạ trứng gà rồi đây. Nhưng mà cái diện tích bé như này ông cái gì ông cũng làm như này thì cuối cùng chả có cái gì ra cái gì đâu. Tường Vi phải uốn từ bé như này, vừa uốn nó tướng rồi uốn như này thì. Đấy nó ông phải tiếp nó. Cứ nhắn tin cho chồng cháu làm đéo gì à làm gì nhỉ. Kể ra thì nói thật ra là mình với cả ông Thắng là mình cũng hơi hỗn. Bằng tuổi cha tuổi chú. Tốp lại ngày. Hôn nhận ra. Nhưng mà kiểu bình đẳng bác ái quá thế nào. Cũng phải có những cái ý để ông Thắng ông tu dần. Chứ bây giờ ông ra ông vịt mồm mình ông đấm cho trận. Ông bảo mày con cháu ăn nói bố láo cút. Thì là tu lại không đến đâu đâu thật. Cũng kìm đấy nhưng mà tại vì này. Ông Thắng là cũng ấy. Trứng gà này mai sau cũng vít. Sen đẹp hết nhỉ. Kể mà nghịch nghịch là ngồi đây. Cũng không gian cũng khá là thanh bình đúng không nhỉ. Mùa sen. Tôi mùa sen rồi đấy. Đẹp không? Ui, ui. Mẹ đây này, có mỗi cây dở hơi này, có quả đây này. Nhưng mà nói chung là tay yếu rồi, có tuổi rồi, tay yếu rồi nè. Trông như này. Biết mai sau nó ra cái thể thống gì. Mẹ hôm trước cái mấy cái bạn gì ở hình như Nam Định hay sao ấy. Bạn ấy có hàng me ở trên chậu đẹp lắm. Nhìn đúng bonsai luôn. Dáng bay ra bán dáng bay. Còn hàng này thì nói chung là giống lòng lợn tiết canh quá nhỉ. Thắng ra thẳng, cong ra cong. Chết thật. Thế kể ngay từ đầu ông làm luôn cái hàng thẳng tưng. Tại thẳng tưng thì như cái hàng này kiểu hàng công trình ấy nó dễ. Mà chả biết được. Nhưng mà như như cái phong cách của ông như này thì là sau đấy là tiếp tục làm theo kiểu gì? Có cưa gặp không? Nếu mà cây công trình thì nó rẻ à? Nếu mà cưa gặp thì theo kiểu bàn trà là được đấy nhỉ? Như sung ấy. Thế cháu bảo rồi, ví dụ như cái chỗ trên tay ông một tí nhỉ? Trên chỗ dây kìa. Ông cưa gặp xuống là thành bàn trà đấy. Học theo kiểu phong cách cây sung ngày trước ấy. Đúng không? Chuyển sang làm bàn trà luôn. Cưa xong rồi gặp nó xuống. Lại trả lãi ngân hàng đấy. Nhưng mà chỗ này cái tay này. À đây là hai cây. Chỉ có mỗi cái từ dưới bóng thì giờ ông cưa xong gặp nó xuống. Đúng không? Hiểu không nhỉ? Phải thế thì nó mới là bonsai chứ. Cái này ở quê cháu không bảo bonsai đâu. Cái thể loại này thì nói thật ra là thẳng không ra thẳng, cong không ra cong. Gọi là lòng lợn tiết canh thì cũng đúng. Cây có quả thì lúc ở kia thì nó dối quá. Ôi, cái này đi ông ơi. Cái đấy lên kéo, cháu chụp xong rồi, cái đến cái này. Được mỗi cái nào. Ờ, mẹ, tao bán thành hàng công trình thì nó rẻ, vô đối. Tao bán thành cây công trình thì nó rẻ, vô đối. Cái này đi ông ơi, cái này đi. Mà Hưng Yên làm gì có ông nào chồng. Gốc 9-10 đúng không? Ngày xưa mua giống đã bao nhiêu tiền một cây rồi nhỉ? Ngày xưa ông mua giống là mấy chục nghìn cây? 30.000 một cây đúng không? Mẹ thế này trồng như này cũng phải tầm 7 năm rồi nhỉ? 6 năm rồi. Trước dịch cơ mà.
kiểu này nhá, bảo xui ông Thắng là giống cái hàng ấy này, giống cái hàng sung ấy, sung đây này, làm theo kiểu phong cách này là lần trước ở cái video mà cách đây 4 năm các bạn cũng thấy rồi đấy. Đâu cây đéo nào nhỉ? À đây đéo phải. Xong ông anh bị cái thủy nó úp sọt cho hai cây, nhưng mà về sau tôi đang trêu ông là tại sao càng chăm càng xấu đi ấy. Đây này, sung bàn trà đây này. Ở đây thì nói chung là giá rẻ thì rẻ như cho luôn. Đây sung bàn trà đây. Đấy, hôm trước ông nào ông bảo là mua cái sung, nhưng ông ấy bảo là mua cái loại có 1 triệu thì làm sao mà các ông động vào cái bọn này được. Đây, vào cái thủy nó chụp cái cây này nên là cũng ngon này. Ở nhà vườn cũng phải mua để làm ấy. Nhưng về sau hình như bị làm sao ấy, thế là nó chết tay, hay ông anh làm chết tay ấy. Đẹp mà. Con này chỉ chờ có ra quả thôi là đầy ông đam mê sung. Tại vì cái giá nó quá rẻ luôn. Đấy, cưa gập nó xuống là thành bàn trà như này này. Đấy các bạn hình dung chưa? Đấy, cứ gặp theo kiểu ngày xưa mình bảo là phong cách của bên Nhật Bản đấy, nhưng mà thực ra thì cái này nông dân mình tự làm được. Để tôi nói rõ hơn nha. Không phải các ông đéo hình dung ra được. Tức là như này này. Tôi bảo ông Thắng này này. Cái cành này là cắt đi này. Xong rồi cưa. Cưa thì nó mới gặp được xuống, các ông hình dung chưa? Cưa thì nó mới gặp được xuống, cưa thế này này, ông gặp nó xuống. Cùng lắm là khoét cưa 2 vát này, xong rồi gập nó xuống, xong rồi quấn lấy ra cho nó liền, thế là cái cành này nó mới gập xuống làm bay bàn trà. Đấy là cách nào mà 4 năm nay tôi bảo ấy. Còn cái cách thực hiện thì phải ông Thắng ông thực hiện, thành công hay thất bại thì ông Thắng tự chịu. Mình chỉ xui thôi. Đây cái sung này cũng gập cái kiểu ấy để thành bàn trà đây, các bạn hình dung chưa? Nhưng mà ngày xưa nó bay như này nhá, nhưng mà mình muốn để gập để thành bàn trà nghiêng sang một bên như này này, là mình cưa này, mình gập xuống, gặp cái cành nó lấy cái dây bên này này vít nó xuống này, này. Đấy. Còn cái giống sung này thì cũng bao nhiêu năm, nó là giống sung nếp siêu quả ấy. Thôi thì ra lâu lâu thăm ông một tí xong rồi mình hỗn như thế thì cái thủy nó lại thử. Ai, gai hoa hồng. Đây là các cái nhãn để chờ đền bù. Chứ không phải là trồng cái này xong uốn bonsai to như này rồi uốn bổ mẹ. Tức là trồng để chờ đền bù ấy. Sung này này. Nhà vườn còn mua đấy. Đấy, chứ cái nhà vườn thường là các bạn bảo giá tận gốc mới thế nọ thế kia, không qua trung gian, nhưng mà cái cây người ta đã qua bao nhiêu cầu trung gian ngay từ khi như này rồi. Đây là cái phần kia thì không gặp, nhưng phần này gặp, cưa để gặp lên sung đây, mít này. Với những ông gọi là nghiện bonsai thì cái đéo gì cũng bẻ, nhưng bẻ thành công hay không lại là câu chuyện khác. Cưa thì nó đỡ bị gì ấy. Rồi ông bảo là sung sai với các thứ này. Ở đây thì giá rẻ. Chứ còn mẹ cứ lên chậu, xong rồi có những cây mà đòi 3 tỷ 8, à 380 triệu, thì các ông xem rồi các ông lại chửi tôi. Nói chung là đôi khi đi tham quan để xem tình hình anh em ở ngoài đường anh em bán thế nào. Đấy, chứ còn sản xuất thì thực ra là mình sẽ không thể đẹp bằng cái cây đi tuyển như thế được. Cây ý là ở trong dân nhân gian là chỉ có vài cây thôi, chứ các bạn cứ nghĩ là còn cái cây này là mình làm ấy. Làm thì nó tiện tay, cho nên là gọi là sản xuất đồng loạt. Chứ còn cái cây mà người ta đi khai thác hàng trăm cây, hàng nghìn cây. Cả đời của thằng Tuấn nó chỉ đái được vào đúng một cây như thế. Và nó đòi 500 thôi, chứ có phải là bây giờ nó cứ buồn đái nó ra ngoài kia nó đái là đái được một cây đẹp đâu. Câu chuyện của nó là nó đi đánh bài hay là đi đéo gì ấy. Nó buồn đái quá thế nào nó ra nó đái đái vào cái sung. Thế là nó xin hay nó mua rẻ mấy chục triệu hay là mấy chục triệu. Xong nó mang về. Thế gặp ai gặp mình là nó cứ thò mẹ 5 ngón tay ra, ý chỉ là 500 triệu bố mới bán. Anh em trong giới bảo cây ý đắt. Nếu mà 280 là bán được. Một đợt mà nó nói mấy cả ấy là hai vợ chồng bảo có ông trả 800 ấy. Chắc ông ấy trả đẻo ấy thì đéo nào ấy chứ. Xong cái thủy nó bảo phải em là em bán rồi. Ra ông Thắng đứng mẫu cái cây sung kia cho cái thủy nó chụp. Chụp màn trà kìa. Thủy ơi mày ra chụp cái kia đi, xong rồi ra. Bảo cây kia kìa, cây này này. Đây. Gọi là lác đác thì như. Chào Tuấn lên thế này. Đây này. Màn trà đây này. Hôm qua hôm kia gì đấy có cái ông của lợ là ông bảo mua anh cho em xem cây sung bàn trà đây. Mình bảo cây mà 120.000 một cây ấy thì chắc cái thủy nó không bán đâu ấy.
Đây Thủy ơi, ra chụp lốt đi. Đây đứng ở góc này đẹp này, hoặc là ngoài đường ấy. Đấy, mỗi tội là chưa có co hoa, à chưa quả. Có tước có quả rồi nhưng ít. Con ối xì nà mà này cũng được phết này. Mẹ ngày xưa mê sung cứ ra ngoài kia hỏi cái dòng nó gốc nó như này xong thẳng tưng lên. Cây này là nói chung là hàng tồn kho. Tồn kho à? Ơ nhưng mà bây giờ tán nó to, nó đẹp, nó tròn vo thế này mà. Mỗi tội ở cái vị trí này là không đưa lên mạng cho nên là giá nó rẻ. Còn đưa lên marketing chạy quảng cáo thì nó cũng mấy chục triệu đấy. Đùa đâu. Đây còn cây này nữa này. Cái này thì phải đứng bên này xong rồi, cái Thủy đứng bên này này, ông Thắng ở đây này. Hoặc là đấy, ông Thắng lên đây xong cái Thủy nó chui ở dưới kia kìa. Đấy, khóa. Nếu mà nó mà sai quả thì nó lại khác này. Nó đẹp. Đẹp thôi còn giá nó vẫn thế. Chờ một năm rồi một kiểu gì cũng phải có một mùa nó có quả chứ nhỉ. Theo mình thì cái này nó cũng đẹp. Còn cây này cũng đẹp hơn. Cái này cảm giác nó phức tạp. Uốn nhức các kiểu. Mình cũng là chưa ăn me ngọt bao giờ. Thế ông Thắng nhắn tin phát phim luôn. Nó ra ăn chua như me chua. Thế mà ông không nhắn luôn một dòng nữa là me ngọt ra quả rồi, mỗi tội nó chua. Thì cho nó phải vào. ăn nó vẫn chua. Quả xanh thì quả nào nó chả chua. Ừ, thế đến tháng 10 mới ngọt. Phải ăn thử chứ này. Cái me ngọt không biết trên thị trường người ta bán bao nhiêu tiền một cân nhỉ? 80.000 một cân rồi á? Me sang Thái Lan. Hè này đi Thái Lan ăn me đi. Me đi Thái Lan đi đâu? Me này là me Thái Lan như thế nào? Me là me Thái Lan à? Ừ, mua me Thái Lan lấy chi giống của Thái Lan. Còn me ngọt Thái Lan nữa à? Thế mà bên Thái Lan nó xuất sang đây có 80.000 cân nhỉ? 80.000. Có 80.000 á? 80.000 thế ở bên ý gì? Ở bên ý nếu mà mình phải mua 80.000 thì bên ý mà bà con trồng me bên Thái Lan khéo nó bán 4.000 cân. Nó qua các loại cửa khẩu rồi nó qua biên qua biếc nó sang mình nó bán 40.000 chứ. Nhãn ở mình bán có 4.000, 5.000 ra ngoài đường nó vẫn bán 25.000 bình thường. Thôi cháu ra kia xem thợ ghép bưởi thế nào. Bưởi ở ngay Niên Nghĩa kìa.